Hình ảnh mới đây nhất của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người cho rằng cô và Phùng Tiểu Phong thực sự gặp vấn đề. Mới đây, Trang QQ vừa đăng tải hình ảnh hiếm hoi của Triệu Lệ Dĩnh khi cô xuất hiện trên phim trưởng bộ phim mới. Vì Dĩnh nghi vấn ly hôn và đang chia tài sản với Phùng Tiểu Phong nên sự xuất hiện của cô nhanh chóng gây chú ý với phóng viên báo chí và người hâm mộ. Nhiều người bất ngờ trước nhan sắc của nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt dưới ống kính người qua đường. Không thể phủ nhận, Triệu Lệ Dĩnh trông khá mệt mỏi và tiều tụy trong chiếc áo phao rộng. Cô không tươi tắn và rạng rỡ như những lần xuất hiện trước đó. Hơn thế, khi di chuyển, Triệu Lệ Dĩnh phải nhờ người dìu đỡ, gương mặt cô khá nhợt nhạt. Trợ lý luôn là người theo sát Triệu Lệ Dĩnh trong suốt thời gian này. Mọi sự chú ý đổ dồn vào nhan sắc và vóc dáng của mỹ nhân họ Triệu. Bởi đây là lần đầu cô xuất hiện sau tin đồn ly hôn, nghỉ ngơi chưa được bao lâu sau dự án phim cũ. Mỹ nhân họ Triệu đã tất bật đi quay phim mới. Những bức ảnh tại hậu trường buổi quay phim phần nào cho thấy mỹ nhân họ Triệu xuống sắc thấy rõ. Đây cũng không phải lần đầu tiên kém sắc như vậy, vì cô vốn nổi tiếng là có cơ địa dễ tăng cân cũng dễ sụt cân. Triệu Lệ Dĩnh liên tục trở thành cái tên gây sốt trên mạng vì hình ảnh lột xác sau khi sinh. Cô được khen ngợi thần thái ngút ngàn, khí chất đỉnh cao khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên bìa tạp chí. Nhưng mới đây, khi loạt ảnh người qua đường chụp Triệu Lệ Dĩnh trong một sự kiện ngày 9 tháng 3 được đăng tải, khán giả phải nhìn cô bằng con mắt khác. Vì ảnh đã chỉnh sửa rất nuột nà, nhưng ảnh hậu trường bắp tay lộ quá rõ. Nhiều người cho rằng vì tích cực luyện tập quá đà khiến bà mẹ một con lộ nhược điểm cơ thể. Được biết, thời gian này, Phùng Tiểu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn trên phim trường tác phẩm mới vì mỗi người có bộ phim riêng nên không có nhiều thời gian bên nhau. Điều đặc biệt là cả hai không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Đối với tin đồn không hay trên báo, người hâm mộ cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh trông mệt mỏi và tiều tụy là do tạo hình của bộ phim, dù vậy không thể phủ nhận lịch trình làm việc liên tục không có thời gian nghỉ ngơi khiến người đẹp già đi trông thấy. Trước đó, paparazzi từng chia sẻ hình ảnh bắt gặp hai vợ chồng cùng nhau tới đảo Tam Á đi du lịch. Tuy nhiên sau đó, một nguồn tin trong giới lại khẳng định cặp Dĩnh Phong đang tiến hành thủ tục thẩm định ly hôn qua công ty môi giới. CNET càng ngày càng lo lắng cho cuộc sống của cặp đôi. Sau khi tin đồn ly hôn nổ ra, rất nhiều netizen đã tin đó là sự thật. Thậm chí một số người còn cho rằng thời gian gần đây Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại sự kiện với tâm trạng không được tốt, thần thái có phần tiều tụy và xuống sắc, rất có thể là vì đang mải lo vấn đề ly hôn. Giờ đây, Phùng Tiểu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều chưa công bố tin tức và đang cố gắng khẳng định với công chúng hai người hoàn toàn không có bất hòa. Trước khi về chung một nhà, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong yêu nhau bí mật và quyết định tiến tới hôn nhân với tốc độ chóng mặt. Cả hai bị nghi phim giả tình thật khi cùng hợp tác trong Giờ Mặt Khay Kinh 3, Tựa Việt Tây Du Ký, Nữ Nhi Quốc 3 hồi năm 2017. Lúc bấy giờ, paparazzi chụp được nhiều ảnh cặp đôi lén lút hẹn hò ở chung khách sạn, nắm tay nhau dạo phố, ngồi cạnh trên máy bay. Dù vậy, họ chưa bao giờ lên tiếng về loạt tin đồn tình cảm trên. Cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong mới chịu công khai tình yêu, đồng thời tuyên bố chính thức trở thành vợ chồng. Tháng 3 năm 2019, cặp sao Hoa ngữ nổi tiếng chào đón quý tử đầu lòng. Kể từ khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong vướng nhiều tin đồn tiêu cực. Tháng 8 năm 2019, nam diễn viên sinh năm 1978 bị cho là tòm tem bên ngoài trong lúc bà xã đang mang bầu. Ngay lập tức, Phùng Tiểu Phong lên tiếng phủ nhận, cho hay tất cả đoạn tin nhắn đều là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa, cắt ghép nhằm phỉ báng nhân cách của anh. Trước những đồn đoán vô căn cứ, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Tiểu Phong vẫn chứng minh tình cảm mặn nồng qua những lần xuất hiện trước truyền thông. Trong một lần phỏng vấn vào tháng 6 năm 2020, tài tử 43 tuổi đã không quên khoe về vợ trước ống kính với gương mặt hạnh phúc và hãnh diện. Anh ca ngợi Triệu Lệ Dĩnh là một người vợ vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng lại biết bao dung.